Kính thưa quý vị thân mến, và đây chương trình đọc lại sấm giảng của Đức Thầy. Đây là quyển thứ tư mà Đức Giáo Chủ đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Tổ đình Thánh Địa Hòa Hảo. Ngài viết với lối văn dần, thể văn, thất ngôn trường thiêm, văn thiết giáo, dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đồng lắng nghe với hai giọng đọc Đoàn Thị Xê và Ngô Công Chức thành lòng diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con ở lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách Thánh Đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, tà quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mặc tình đời dèm xem ghét ưa, rừng kinh cày ít người hay chữ. Qua mắt mỏ bởi chân vàng nghi ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài độc tùng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hổ mây, nên đồng tình bác ai dài răng. Rêu nhân ai lợi dụng làm sẵn, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp viên ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải sợ. Xuống dương thế vào trong lời thư thay ba gia, gặp lúc nào nùng cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tình ít người hiểu lấy. Trong ba tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm nguyện bi nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ,
trong chốn ấy nhiều nơi trồng yêu. Tạo làm chi những trung giới hiếu ấy là người bổn phận phải trao, khuyên Dương Trần đừng nể cân lao, cũng ráng sửa ráng trào nền đào, tu đầu tóc không cần phải ơi cao miếng cho rồi cái đào làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười vì buồn bực thấy đời biến chuyện, các chư Phật từ đây lựa lời sách xưa cần thủy chi ngư, cần sơn lanh trần gian tri điều. Trong sấm giang nếu ai không hiểu tầm kề này, ta chỉ cần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cùng khác xưa rồi, khuyên Dương Gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sở. Thay trần thay hải còn lớn lỡ, muốn tu mà còn hỏi chẳng chờ. Việc thời gian như thời cuộc cờ, thắng giới thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà Dương Trần liệu lượng chánh ta. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đàn chúng đều hòa bán rồi, thầy cứ làm lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoạn lục tặc ta mau sớm giết. Mày gươm chi cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không Đà Phật tổ ơi, ngóng trong chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim
dành, dành với lời của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng mơ ước đời sau không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khỏi đứng ở khung ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm áp đức nhiều điều quanh quẩn như gà cồ, ăn bận coi sai, thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thọ trước quay lên Phật tổ phép thần thông trừ lỗ ma dương, chốn rừng tòng ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiện cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đòi thật, tới đem lời vàng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tư khổ. Bệnh giới tở tự kim chí cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đạo. Lo tu tịnh mặc ai khinh, ngạo diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chớ sắc thinh chớ có hầu gần, hương giới vị sắc trần nên lanh. Chữ xuất phát đường cung đặng về thần, từ xưa nay dài chi nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều tròn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xa hương hay lớp lại gần. Lời ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến.
dài cho phi tâm tình. Ý thầy ưa sửa sắc soi hình, với chức phần cho cao cho quy. Sớm đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi dứt được nó ấy là giải thoát. Thì sắc trần mới khỏi đó đài, cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy ngày. Tiên sử kỳ hậu lai sử bể bất lỗi, người phải xét lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình. Nẻo chánh trực chỉ người quân tờ, người biết đạo phải dình ngôn ngờ nói với ai, chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lòi. Tánh ngay thẳng giờ đổi dầu tan xương, nát thịt chẳng màng. Ta cùng điên nói đài nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm ơi nắng, thì trần gian còn mai khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian. Tuổi ơi tác ta cũng nên kính ở trọng mới ở làng. Tâm từ bi sanh thể ngọc ở ngà, trong các bao khó bì tánh ở thiền. Phải xử thế chớ nên bài biện, miệng sao ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngàn cân, chớ tập tánh lần lượng trao đâu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chanh. Ta dạy
truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngài ý kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành, ham công danh quên chờ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm cho tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển ở hồng trần sớm gọi cho xong, ngày lập hồi mới mong trở lại. Chớ bận tiền khuyên dân đừng nài, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chớ dính qua giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời quân hà. Gắng công tu xem nhiều phép nghi lạ của thần tiên, trừ lũ đồ nào đã nhuộm máu điều, sao trần thế không toàn chẳng liều. Đại đến việc gian lân mà chịu chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chung sanh bỏ tánh biến lời, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết, hàng ngoài ban bố thiết tơ hoài. Dạo rách rưới cũng mau cần kìm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quần trong mình, chờ tham trong ý muốn mặc tình.
ráng định tánh chờ cho nó tuyệt. Giờ gây gỗ là sân hải diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng thêm chờ suy thiệt quá lòng vòng. Nên tình trí tìm nơi dục tắc, chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tương mới là thiệt tương. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn mà mới đặng an nhàn. Tự nhiễm vào thân thể sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bạn cổ, có ai dùng mà đăng thành tiên, mà đời nay tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chứ khi hùng khuyên chớ có mà lao ly tâm thần trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba cái, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nói tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cái sợ. Bệnh ôn dịch thường hai ôi mở, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm giới đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh dặn dân liệu lấy. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chế tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thấy bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hở thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tâm thường,
sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải đợi tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xình xoàn, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời truyền xăm như bài toán đâu ai biết tầm, thì đặng hướng ở nhờ ta khuyên tu dần cứ mãi ngờ sợ gạt chung kiếm xu kiếm. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ở ta kiểu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng ở màng, miệng lệ thứ được câu hành phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống ở hồng ở trần. Chừng lao ở sao ác thú non tầng, thì Nam quốc lương dân mời ở bi. Nay dạy thế cậy cùng ngồi viết với xác trần, dù thuyết ít hàng ai nói chi, ta cũng chẳng ở màng. Sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phụ vô hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thầy quyết chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phổ dù. Cái khuyên trần đã mang mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Dòng xe các biển đông tròn rất ổn công trình, khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn các kia tan rã. Tròn phú quý thì tròn thông thả, chớ còn ta khổ lao hoài viết cài cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ấy. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sau của kẻ khùng này, bởi chữ khùng của Phật của thầy, chớ chẳng phải của người lãng chi. Mê giới tình
nhận ra là Lý thấy giường trần ngủ mãi ngủ ở hoài, thức dậy mà tâm đau kiếm ở bài để thì cứ khỏi mang tiếng ở rớt. Sách khuyên thiện miệng kêu không ngớt mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cũng bắt hồ thầm nên than thở cũng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đại nguyệt tiếng tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bào. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng ơi lão mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đọa mới biết có nơi địa ngục. Kể xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp vàng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hồn nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tài nói. Tu giới tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đau màu cảnh. Sau ngó vàng vật đài lầu chẳng có, sông giới núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi hay nó đằng nào. Ai biết đường hải sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhồi. Chiều cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống ở trần. Đạo vô di của Phật ân cần, nói theo chi thích cả ngày trước. Câu phú quý ngài không mạng ước, chữ bồ đề như ở cội ba tầng. Răng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả.
lời thuyết pháp chẳng gì nhân, người ngã người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạt mùa tiết giống kia bất luận thái mọc mầm trổ lá mới màu, trong chúng sanh nghĩ tầng ở đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lấy tờ đây nhiều chỗ phải lọc lựa cho kể mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, vì yêu dân ta cái ngọn ngành, khuyên lấy thứ làm lành mà tranh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn này xa lánh hồng trần, dầu không xíu cũng đặng dễ thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hỏi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà, ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chịu màng. Nền đạo đức ta bài quá càng mà dương gian, còn gàng danh từ làm cho ta lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu mùi, thấy điên khùng làm như sắc ngồi, chẳng tranh ở đường nó lại khinh khi ngó về tay. Trần thế mê si thái quá, tranh giới luận đắng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng kim bạc tiền, thấy chúng sanh ghét ngõ ganh chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thần, mặc tình ai trọng kinh ai chê, thương lệ dân còn mang sai mê, chẳng tu tình ở cho rành sương năm.
chân trần gian kiên thấy phụng hoàng sẽ cánh múa chào mừng Phật thanh. Thái đạo lấy chớ nào thấy tánh còn ăn nơi tìm óc xác phàm. Ai biết cơ chế việc phải cơ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành, lỡ làm chi cao chớ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thảo chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chờ tu trì tâm bình tịnh được thì phát huệ. Cùng các tinh ở đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trần giới thế chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm dân tâm sao xiến sao tu hoài, chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền bậc chánh người đời mới ở nói. Bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tời khuyên khắp chốn ở cùng làng. Phật nào ham tượng vàng mà tăng tạo hao tiền ba tánh. Việc giả dối từ đây nên lánh bốn đạo, ôi hại ráng sửa mình. Cuộc giải đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hai bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền, mà làm cho ngọc trần chỉ trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết tâu ngọc hoàng để
Phật giải trần, nên ra kinh cỡ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cành khến làm hiện hoài, ắt phải tiêu mòn, đẻo giới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thể thốt, nó chẳng kiên thần thanh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội bước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước nguyện kêu gào chuyện phước bể ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lùi khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay vừa mé đằng bờ bưng, những kẻ hung sùng ta thương đời nó cùng, chẳng có gì có dùng kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa, biết mấy nhiêu lần thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chùa xót cho đời quân hà. Chớ tự hỏi nào ai có là ăn năn cái sở tâm lành. Phật chẳng qua dùng chớ tinh thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm chay đám tạo nhiều xa mà bái dời tay, nói nhân chuyện gì hay chung chuyện quái kỳ. Ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ, lời chân chánh hình như nói xỏ mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kể làm theo mới chúng, để lạc lầm lắm bơ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối
sao chữ A Di Đà thì hiền lương quên mất ngữ điệu tà đặng hành phúc nhờ lòng cố gánh việc đạo đức bất cần thôi thắng chữ tu hiền ngày thắng lần hồi thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi thường lệ thứ tới hồi khổ nào thầy lạc tớ không ai chỉ ơi bảo như dịch con diệu dắt nhờ gà phải nghĩ suy càng lẽ mới là nay gặp gốc phải mau tìm gốc để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rối mà về mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác đức nên không ai cứu mang thủy ắt hội năm đến sổ đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đặng thức tình trần rằng thiên định tồn đời sắp hạ trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà bị văn minh cám dỗ loài người cái từ dài cười một khóc mời kẻo chúng nó dễ người Phật thanh đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh khuyên dương trầm sớm tranh mới màu để ngày sau đến việc tham sầu ráng nghe kỹ lời ta mắt trước thiện chung nó thẳng buồm chảy nước lọt ngoài khơi mới hết hò khoan tu mà ham cho được giàu sang giới quyền tước là tu dối thời nhớ thở trước vua lương gió đây ở tạo chùa chiền nước tu hành đến chân xa ngã tư đại thành Phật bất cứu vì tâm còn ác tu biết cách như rành đằng vừa xe lon ai biết nghe thì sớm liệu con để đến việc như người thất nghiệp
phải quy căn cùng nhau hỏi hiệp rám màu chân mời kịp đạo màu sớm giới ở chiều gắn chí ở nguyện cầu thì sẽ được tòa chương vừa kê chúng sanh thời như gà nằm chờ tới nước bắt ra thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống thế nên ta mới ra tay cứu chúng sanh bệnh khổ quá chừng sao quỷ dương đi đứng nở lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đồ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường tên cùng không thầy cũng mặc tình chớ ta lắm công trình giải dỗ hỏi thọ trước Thích Ca Phật tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đắc ngài nên cố quán phá đời mãi mãi trong bồn đạo cùng là sơ giải ráng bền lòng cho được hiển từ hết khổ lao thì đến vui cười chừng đó mới phải tình nguyện ước bọn gái mới ra đường tha thước bỏ hết trần này tình người cô nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách trai với gái ráng coi sử sách này đứng ở trung thần với kẻ tiếc trinh dọn bề trong mới gọi đẹp xinh chớ mang lớp bề ngoài chẳng tốt dài chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian chưa đặng kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy vô dương trần chẳng xiết đức thượng đế ngữ đền ngọc quyết nhìn dương gian cũng luôn thở dài thấy chúng sanh trao trìa mặt mày chớ chẳng
chiều cao tâm trìa tanh. Kẻ đói khó người sang hay, lánh bước lại gần chơi lộ tanh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỏi ôi, sầu ba tanh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rất ít có ai để mắt nhìn vào, chuộng những người dù dòng sắc màu cầu giới mở ông thầy cô bác. Thầy kẻ khó như rơm như rác, ta quá giàu đài các dân mình, mấy ai mà giữ giả sắc đinh theo tông tổ của mình thuở trước. Đào giới tóc áo quần láng mức chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ nó không có giống người ta mà giới quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đợt hát chớ chẳng lo dài dỗ ngu khờ, để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi kỹ bào. Rễ thảo dâu hiền làm cho người thương nghe cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho dông. Biết chừng nào được quy nhất cơ thống, hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì già ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đầu dân sửa. Cơm được chính ta nhờ có, nhờ lúc khai hoàng Phật Như Lai cho phép cùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai trời mắng thì ta giả điếc đòi cho dần ta khuyên, chớ nhận quà ta đã
thì đâu có mang câu thủ quan. Việc hung ác hỡi vừa thấp bơ thoáng chữ từ bi ta diệt nó liền. Sợ quán thù đáp lại chớ hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Chớ bàn tác giàu cho đến chết cũng keo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Giàu khôn khéo cũng là giá dài. Nếu tranh đường ta bị hại thêm xa cơ lại bị xích xiềng vì đời nay chúng nó dùng tiền ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mẹ ta cũng đừng gây gỗ có ai mắng trời. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lời Ngài nói rằng các việc tại mày hơn với quà cùng cái lời làm thầy các việc phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt lấy tâm thần làm chủ mới màu cũng chẳng nên theo tánh gió chẳng nói mà nhăn mà nhương. Hãy liệu sức chớ nên nói bướng vào việc chi liệu lượng mà làm điên khùng này chẳng có nói xàm nói những chuyện từ bi bất. Nếu bổn đạo còn ai làm sai cõi kệ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không cần cho ba tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thấy thầy được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dại dỗ cao cài xuống trần thế ra tay giấc chung. Ta với ta chớ đem đồ cúng chỉ đem theo hai chữ thành lòng chẳng có cần trà hoa hương nồng
mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xuôi có lòng ái mộ, xem cậy này tu tịnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niềm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng này thời khắc. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có môn lanh, đời dân vật khôn mà phôn quỳ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi cụ vàng tục cổ nước nhà. Trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tâm ở lòng ba. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuê sang đại ngơ các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng ở làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thấy dạo lục châu đặng cứu ba gia, mặc tình ái xem cởi ngâm nga, hai sửa đổi tùy lòng hữu hay. Thương sanh chúng tỏ bài qua kỳ, hỏi dương trần nên sớm hoài đầu, đằng sau xem Phật pháp nhiệm màu, với bao quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt nên mở mang, chưa được mấy rành khắp dương gian, như sợi chỉ mạnh mong bổn đạo tâm thành trở lại. Giàu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại không cầu, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cổ. Gốc thọ trước của tâm của tổ đâu có bài dối mị như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật thầy dần ráng kiếm mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để ở lòng.
nói rất ngày nào nồng. Cầu hữu ly bá tòng khó sanh, chốn tự hồi chớ nên leo hánh. Vì lời xưa có dặn rạch rồi, dân chớ nên phụ bạc giống ở nòi, mà lao ly tâm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cố tích Phật với trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chờ chân chất người ta ngay ở thẳng. Dạy bổn đạo lấy câu chung, đặng chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hậu chi. Ta ra sức viết câu quyền bí chúng dân ôi sang kim ra tầm. Dòng thù kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thù vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rước hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghe ân kinh giới sám chúng dân thượng thay. Chờ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiên. Chí linh mẫn nhìn xem các truyền ngữ phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc cưới của ta, nên phán đón cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi lầm. Ta kiên đêm và chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ cũng tưởng điều trung chánh mới ở màu. Việc vui sai mèo mà đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ cầu lục từ. Câu chánh nghiệp như cũng là quá bự, dầu nghề chi
làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Danh tinh tấn dầu thành hai bài, cứ một đường tinh ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tinh, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỏi, cho hồn linh cải hoàng châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thời mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi, tạc tiếng luận bàn ngại ngắn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chắc ấy là nguồn cõi lời xạo ngôn, do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nói. Cầu nguyện đừng cho phàm lỗi phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niềm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó giữ tâm ở lòng bất đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hoàn nguyên phán bồn. Tà giới chánh còn đương cả trộm, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tư diệu đệ ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Dạy thương giái cõi tiên mới, bành đến việc đời trừ giật dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn thăm tánh ngày kia sang tỏa, thì khổ đời phải
chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thầy phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đau đời. Thấy một đàn thắng bằng mà mây, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân gian, kiếm trời thời kỳ khó gặp đần ta. Rồi hành luôn bất nhận mới là, thầy muốn diệt điều an ba tuế. Chữ thứ nhất khi nhận năng sự, thấy là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trại chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giai trì tâm ở trong trèo khuyên dương trần, giữ phần ở làm đầu nhận hương lân cùng khắp. Đâu đâu trên cùng dưới điều hòa ý, nhân phụ mẫu gọi trang hiện sĩ phần xuống tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác mới cao, nhân tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi ơi tác nhân tánh ở lành yên tình nó dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới ở màu, quanh năm cũng bảo ở toàn thân ở thề. Chờ nhận đức cởi ra luôn thời thầy trong đồi dạng sở bình an, chờ nhận thành bao quý hiền giang, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm là muốn niệm thầy phải ra tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gian tránh kẻo lắm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham lên theo nó tập tành, xa cảm bày khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chút ngốc mà làm cho
dòng chúng sai mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bài, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lửa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn gia. Thì sao này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khói gài. Thấy sanh chúng nhiều người khờ dài, chẳng biết dình phòng qua lệ nghi, nên ta đem đạo đức duy trì dình tục cổ để người chẳng rò. Còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ như rừng quang, mới dọn ở một đường tớ với thầy nào hoàng thân lương. Muốn cứu thế xá trì bụng trình, thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lợi đức xác, mà chẳng tu là bởi không. Chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đạo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cái ngồi viết đêm đạo màu, như hàng cho mưa đặng tố trầm tâm mấy người xưa. Chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo, nền chân lấy chúng chơi rằng láo, mà nào ta có lợi dùng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật pháp. Dành giới cấm sữa tám môn, tạp niệm Phật thầy, phải dẹp lòng ta nhớ từ bi hai chữ ngâm nga. Dầu làm lung cũng là trí chi, chờ thiên địa châu nghi phục thì như đời xưa. Có gà tử phòng xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiếu mà an ba. Đời vật chất văn minh tranh cạnh chữ
quyền giật giết lẫn nhau, đóng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dài răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quê ở nghèo bạc vàng, đạo đức nghe cùng ở nghèo, ta xuống trần nhằm lúc nàng yêu, nên phải bị kẻ hùng khinh bị. Vì bác ai nên thân cũng sĩ phải chịu điều khổ hành sâu xa, mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới tòi. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải những ước ao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền ba sở kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đổi bạn khinh khi kẻ rất là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ mãi ấy tài chơi bướng chơi càng, thì ngày sau đừng có trách thân những tội lỗi của mình tạo lấy. Bể hao thân giết người không rồi mãn lo dèm xem nhiều lời, vì vậy nên tình nghe xe lôi đau gầm gối mà tường diệu lấy. Trong lục tình ai là người thời tìm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bầu, phải hợp tác gieo trồng giống quy, coi rồi phải thân mình tự trì chẳng đổ xong. Phật khó dắt dìu tha thuyền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kể lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần
cũng giống đòi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luận giới chuyện dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tôi lão bành. Đời hạ nguyện hay chết tôi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miệng cho được ngày hai cơm tè bụi bần hàng, đặng có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức ân. Xem chung cuộc phong thần tại thơi, sợ những kẻ hung hăng tồi tệ thương những người chung nghĩa vẹn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc bao quy ẩn trong nam đình, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn nhận ước mong, gặp giống tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là cùng cam, bụng chịu tiếng lời tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh giảm dần giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.